Đấy các bạn ơi, thì bây giờ mình với thím mình với mẹ mình đang đi chợ. Sáng nay tính đi ăn sáng, nhưng mà tối hôm qua thức khuya quá nên ai cũng đi ăn sáng trễ, nên thôi ba người phụ nữ sẽ đi chợ. Nay dẫn các bạn đi chợ 168, chợ này của Tàu, để vô mình quay cho các bạn cùng xem là cái chợ này có gì nha. Thôi lấy xe khác nè ba gái, phải không? Lấy cái xe nào mà nó dễ đẩy một chút. Cái chợ này hồi bữa thím qua con dẫn mất thím đi lần rồi nè, nhớ không? À, đây, bây giờ mình sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem là trong chợ này bán gì nha. Đây, bắt cá vô luôn. Thì chục gì và muốn kiếm gì? Khoái đồ trong này chúng tôi kiếm hả? Mà vô đi. Có sợ không? Trong đây là có tất cả nhiều lắm. Ai mà vô nhà hàng, ai mà bán nhà hàng vô đây mua được luôn á nè, coi nè. Mà đồ này đi nóng nhà hàng này chứ. Trong chợ là có tất cả đủ mọi thứ các bạn. Cái này cái gì đây nè. Này đây lăn bột làm bánh luôn nè. Dạ. Cái đó để đựng trái cây, đựng đồ vậy đó. Ly. Ly đó gì uống trà. Cái ly đó là khoảng 50 ngàn một ly đó các bạn. Cái dĩa này cũng đẹp nè. Mà make in China. Cái này của chai nè, không, ở trong đây toàn chai nè, mà bởi vì con không muốn mua đồ trong đây. Vậy hả? Ừ. Mấy cái dĩa, mấy cái tô toàn là của... Nè, trên đây có mấy cái chỗ, cái nào nồi hấp để làm điểm sắm nè. Đầy đủ hết luôn. Cái này là mấy cái đông đo, đồ để làm bánh, làm bột nè. Đấy nè, cái tô này cũng đẹp, mà cũng của chai nè. Ừ, bởi vì con không muốn mua. Phải chi mà cái nào của Nhật hay là của Korea á, của chai, Hàn á. Chai nè, nhưng mà nó vô đây thì cũng ok. Ok không? Nó qua đây rồi thì nó phải có bị điều kiện không rồi. Nó phải có kiểm soát. Phải giống như... Rồi bây giờ đi lại tới đây. Lại tới đây để cho các bạn coi nha. Trong đây người ta có nguyên một cái xưởng bán bánh luôn, làm bánh luôn. Ở đây có bán trà sữa nè. Mà mình cũng ít uống lắm. À, các bạn coi bánh nè, bán bánh giống giống gì đâu qua này, Đức Phát với Hỷ Lâm Môn rồi phải không ta, với Kinh Đô rồi này kia vậy đó, cũng rẻ. Một cái này á thì cỡ 1 đồng 39 sen cái là rẻ đó các bạn. Ăn cũng được, cũng ngon lắm, cũng mặn mà, cũng béo béo, bánh xúc xích nè, có lý lắm à. Đây nè, bên đây có bán bánh kem nữa nè các bạn. Chợ bánh kem dễ thương không? Bên đây thì bán bánh bông lan, nguyên một hàng bánh bông lan. Qua tới đây là cái hàng bán rau rồi các bạn. Nè các bạn đi chợ với mình nha. Bán rau, bán cải. Cái củ này củ gì dài dữ vậy đây. Đó, rau cải. Này thì ít rau à. Bên đây là hàng bán đây nè, củ mì nè, khoai môn nè. Này trái bí không ta? Winter melon. Bí đao chắc, cái này chắc bí đao. Còn đây nè. Wow, cái này là bí này mà hay mua về nấu cháo cho ăn chay nè, nhưng mà ông mình không muốn mua chợ này. Quên hỏi mẹ coi đồ ăn nấu cháo cho ăn chay còn không biết. Để đi vô Whole Foods mua. Đây, còn đây. Đó, hành nè. Đặc biệt hành bên đây rẻ lắm các bạn. Bữa nay nhiêu đây? Hành ồ bữa nay là 50-60 sen một bó, có khi hả bán 4 bó 1 đồng nữa, 1 đồng là 20 ngàn á, coi là 4 bó giống vậy nè. Mình lấy 4 bó là 20 ngàn. Thường là vậy. Các bạn coi bán ớt nè. Ớt Thái không á? Thái chili green á. Củ su nè. Cà tím nè. Cà pháo nè, cái này không phải cà pháo, cái này cà xanh. Cái này màu xanh, cái này không phải cà pháo, măng nè. Đầy đủ không? Bởi một cái chợ bên này các bạn, bự lắm. Tại vì có tất cả mọi thứ trong này mà.
Còn đây các bạn thấy không, một cái hàng rượu, rượu nấu ăn nè, rồi giấm nè, rồi nước tương nè, rồi tất cả các hũ, trời quá trời trời luôn, giờ không biết liệt kê hũ gì hũ gì. Cái nước để chấm với lại gọi là cái gì, há cảo nè, xíu mại nè. Đây, cái chai này là nước tương Maggi nè các bạn. Mình nhà mình hay ăn cái nước tương Maggi này, cái nước tương này là làm của Pháp và Đức gì á. Thôi coi coi. Ồ không, nhưng mà cái này của Trung Quốc không. Mình không muốn mua chai này ở đây, mình mua chai này ở bên chợ kia, nó ghi là của được làm tại Pháp ha Đức gì á. Trời ơi, Maggi này bắt cũng bài đặt làm ghi y vậy luôn mà cho. Bởi bên đây mua đồ hay nhìn vô cái gọi là nhìn vô cái phía đằng sau kiếm coi cái nó là cái sản phẩm của nước nào đó. Đa số nhiều người bên đây người ta đi, người ta mua đồ người ta rất là hay chú ý tới cái xuất xứ ở đâu, tại vì người ta là phải ghi đúng cái xuất xứ chứ không có được ghi tầm bậy. Các bạn lê nè, nhưng mà lê này cũng của Trung Quốc luôn, là không có ăn. Nhưng mà cái trái lê này á, nó sẽ có cái ghi này nè các bạn, product of Korea nè. Đó là mới mua cái trái này. Bạn thấy không, đu đủ nè, đu đủ chín, đu đủ xanh nè. Để quay lại quay nhãn cho các bạn cùng xem nha. Nhãn bên đây là khoảng 100.000 100.000 nửa ký. Nhưng mà nhãn này nhãn của Trung Quốc nè, thấy không, nó ghi xuất xứ đàng hoàng, thấy không. Nhãn của Trung Quốc 100.000 nửa ký. Lê nè các bạn, lộn không ấy vậy ba. Lựu này cũng của Trung Quốc luôn. Chanh nè, kiwi nè, mận nè, thanh long, đặc biệt thanh long rất là mắc, 120.000 nửa ký. 120.000 cherry, cherry trong đây bán rẻ nhưng mà cái trái cherry nhỏ xíu à, nhìn là hết muốn ăn à, rẻ, là bởi vậy tiền nào của đó thôi. Yellow, cái này là thanh long vàng. Mắc lắm. Đây là chỗ bán tàu hũ với bánh mì với giò cháo quẩy. Giò cháo quẩy trời nè. Đây là cái quầy bán nước tương nè. Tất cả các loại nước tương nè. Thấy không? Còn đây trong đây người ta có một cái food court là để cho ai đi chợ muốn ghé ăn á. Nhưng mà thật sự ra là đồ trong đây ăn không có ngon. Có một cái quầy bán heo quay, vịt quay với lại gà luộc ra các bạn. Có một lần mình đã quay các bạn coi cái chợ này rồi nhưng mà mình không có quay chính xác từng cái nên bây giờ mình muốn làm. Đây nè, đó bán bánh tiêu nè. Đây các bạn, đây đồ ăn nè. Đó, mực. Cá chiên giòn rồi này kia nữa. Ở trên đây thì có bán tất cả các loại súp. Trời ơi, nhìn mấy thương luôn. Đây là có bán tất cả các loại tàu hũ nữa các bạn. Hồi bữa đi chợ Nhật kia quay cái máy nó nhanh quá, các bạn nói quay chóng mặt rồi, bây giờ bữa nay ráng quay từ từ. Cái này phải cơm rượu không ta? Cái này cơm rượu hay gì nè? Bởi vậy đây nè, trứng nè, trứng muối nè, trứng vịt bách thảo nè, xúc xích nè. Thôi kính thưa xúc xích lạc xưởng, tất cả các loại là khô có luôn nè các bạn ơi. Khô cá lù lù, khô cá đuối, tôm khô luôn nè ha. Nói chung là trong đây bây giờ nó có tất cả, bên đây có tất cả nhiều loại lắm rồi. Đây nè các bạn, tất cả các loại ốc nè các bạn. Còn sống nó mới đưa cái miệng nó ra đó. Bây giờ là mua hải sản về nấu ăn nha các bạn. Chỉ mình muốn ăn ốc bông tai. Ok, nó nhúc nhích kìa, đúng rồi. Nhích rồi sống mà, nó lồi, nó sống nó mới lê cái miệng nó ra đó. Trời ơi, cua đá nè, đó. Cua đá nè, 3.99 nè. Tôm hùm nè các bạn. Tôm hùm nó vô từ cái thùng hả? Tôm hùm
hôm là vô từng thùng 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 này xong rồi thả nó vô đá. Cha ốc qua dừa dôi nè, dừa dôi mắc à, dừa dôi 27 đồng một phao à, dữ à, là cỡ gần 600 ngàn nửa ký. Thơm lắm. Không, nó đang bỏ. Wow. Còn ở đây là tôm đỏ. Tôm đỏ được con mắt 600 ngàn, hơn 600 ngàn nửa ký. Tháng ghẹ nè, ghẹ chết hết rồi. Một ghẹ rồi, ghẹ chết rồi. Đây là bán ếch nè. Đó, bán ếch luôn các bạn. Đây là cái bồn cá mà cá rô. Đủ. Mua cái đó rồi mua gì nữa không? Mua thêm ghẹ, con mua một cái kia nữa rồi hả? Một cây kia, con mua cây kia rồi. Bây giờ mua cua đá các bạn ơi. Đó. Đang bắt á. Đó, nói ông lấy 5 con mà bự bự một chút. Rồi, thế mình muốn mua mấy con này. Con này thì là nghêu, còn con này là gì không biết. Cái nó chắc chém tôm hả? Tôm hả? Steamer knacker. Còn cái này là steamer clam. Còn này là steamer knacker. Ăn thử coi sao. Được không? Đủ chưa? Làm đúng dĩa thôi. Làm đúng dĩa thôi. Hả? Ông nói không hiểu, nói gì luôn, ông nói tiếng Tàu. Yeah. Rồi bây giờ mua ban lương. Đó. Rồi thấy tội nghiệp quá. Rồi bây giờ mua con ốc ở gì đó, ốc dồi dôi nha các bạn. Mấy ba con. Mua gì cho ba ăn? 3. Yeah. Nãy nhìn nó nằm vậy cũng đâu biết nó chết hay sống. Rồi bà có tâm mới chết hết, chứ chết cái bà dục luôn. Ốc vòi vôi. Bữa nay là ốc vừa vôi đó. Ốc vừa vôi bên Việt chú, Việt Thảo ăn đó. Thì các bạn thì bây giờ mua đồ xong rồi nè. Thì bây giờ bắt đầu đẩy về nè các bạn. Thì bây giờ sẽ về nhà nấu ăn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video clip tại đây. Thì mình sẽ cái clip nấu ăn thì mình sẽ làm một cái clip riêng khác nha các bạn, để dài quá không được. Thì cái clip này chụp các bạn thì nãy đang quay cái khúc mà đi chợ về, tự nhiên cái máy hết pin. Thì thôi bây giờ về mới gắn pin pin mới vô để sạc. Thì cái video clip đi chợ đó mình sẽ xin kết thúc tại đây. Thì mình sẽ làm những cái video clip mà ăn đồ ăn mình sẽ làm riêng nha các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả mọi người.